Nhớ về đứa cháu gái. Mình đứng ở đây có được không? Được, cậu nhìn ở đây. Rõ chưa? Rồi, thật tuyệt vời. Mình về rồi. Xin chào Haley, mình nghe nói máy ảnh đã bị hư rồi. Cậu sửa xong rồi hả? Đừng lo lắng, Haley rất nôn nóng chờ đợi nên đã lấy chụp trước rồi. Mình đã rất buồn chán vì đã không thể chụp hình trong một thời gian dài rồi. Rồi, cậu có muốn chụp hình không? Không, cảm ơn. Cậu nhìn đi, bây giờ mình phải đi dọn dẹp rồi. Tại sao cậu không chụp hình cho những người bạn khác đi? Đúng đó, Haley. Mình nghĩ mọi người sẽ rất thích chụp hình. Wow, đúng là một ý kiến hay. Mình sẽ đi chụp ngay bây giờ. Khoan hô. Xong rồi đó, Minnie. Cảm ơn ông Wheeler. Ông ơi, bây giờ con có thể ra ngoài đi chơi với bạn của con không vậy? Tất nhiên rồi. Cảm ơn, vậy con đi đây. Tôi rất muốn gặp cháu gái của tôi, đặc biệt là ngày hôm nay. Tôi biết, lâu lắm ông không gặp con bé. Tại sao ông không kêu con bé ghé qua đây chơi? Nếu con bé đến đây thì thật tuyệt. Nhưng con bé sống ở một nơi rất xa chỗ này, nên tới đây rất khó khăn. Còn tôi đi không được bởi vì phải trong cửa hàng. Ông đừng quá thất vọng như vậy. Một ngày nào đó ông sẽ gặp thôi. Bây giờ tôi đi nha ông bạn. Bye, hẹn gặp lại. Chắc dạo này Jenny lớn lắm rồi. Xin chào chú Wheeler. Xin chào Botty. Có chuyện gì vậy? Có hàng của chú đây. Xong rồi, hẹn gặp lại. Cảm ơn Botty. Jenny gửi tới. Có một lá thư nữa kìa. Để coi coi. Gửi ông nội đáng yêu. Ông nội, con thật sự rất nhớ ông. Con nghe mẹ nói là máy tính này có thể giúp con nói chuyện trực tiếp với ông và nhìn thấy hình ảnh của ông. Đây gọi là điện thoại bằng video. Vì vậy con có thể gặp ông nội bất cứ lúc nào mà con muốn. Có thật không vậy cả? Nhưng tại sao lại có nhiều nút bấm ở đây quá vậy? Làm thế nào để sử dụng cái này đây ta? Con xin chào chú Wheeler. Chào Haley, sao con lại tới đây? Con đang chụp hình của tất cả mọi người ở trong thị trấn này. Chú có muốn con chụp hình cho chú không? Chụp hình hả? Không, cảm ơn con. Con có biết sử dụng cái này không? Wow, chú lấy máy tính này ở đâu vậy? Jenny gửi cho chú đó. Nhưng chú không biết cách sử dụng cái này như thế nào hết à? Nếu chú muốn biết về cách sử dụng máy này, con nghĩ Jin có thể giúp chú. Thật hả? Lên hình rồi kìa. Đây là nút để bật máy tính lên đó chú. Thật sự rất tuyệt vời. Sau đó, chú hãy di chuyển mũi tên trên màn hình vào chỗ này là có thể thực hiện cuộc gọi video. Chú có muốn thử hay không? Chú ấn vô đây bật máy tính lên nè. Rồi vào đây để thực hiện cuộc gọi video không? Đúng rồi chú. Bây giờ chú có muốn gọi cho Jenny không? Muốn lắm chứ. Nhưng mà giờ cũng nửa đêm rồi. Chắc là con bé đang ngủ. Chú sẽ gọi điện lại sau. Sau đó thì tắt máy đi. Cách tắt máy là vậy nè chú. Di chuyển mũi tên vào vị trí tắt nguồn, nhấp vào là được. Chú hãy thử làm lại đi chú. Được rồi. Di chuyển mũi tên rồi bấm vô nút này để tắt máy đi. Dễ mà ha. Nhưng mà có một điều cần phải chú ý nha chú. Máy tính này được sản xuất ở quốc gia khác nên chú phải cắm vào cái này để chuyển đổi điện áp mới được. Được rồi, chú hiểu rồi. Cái máy này thật sự rất tuyệt vời. Nếu chú quên cách làm hay có vấn đề gì thì hãy gọi điện thoại cho con nha. Đừng lo lắng, chú đã nhớ hết rồi. Hẹn gặp lại em. Cậu nói chú Wheeler có máy tính sao? Jenny đã gửi cho chú ấy vì cô ấy muốn nói chuyện qua video. Vì vậy mình đã dạy chú ấy cách sử dụng máy tính. Lần đầu tiên sử dụng máy tính không dễ đâu. Chú ấy có nói khó không? Không có. Chú ấy rất hào hứng khi được gặp Jenny nên đã học rất chăm chỉ. Chú ấy đã thực hiện cuộc gọi video sao? Chưa gọi nữa. Lúc đó là giờ Jenny đang ngủ nên chú ấy sẽ gọi vào buổi tối. Rồi tới giờ.
Jenny, ông khỏe, chúng ta gọi video nói chuyện nha. Giờ ông sẽ bắt đầu gọi. Rồi, bấm vô đây để bật máy tính nè. Ê, kỳ vậy ta? Ôi trời ơi, thì ra là mình quên cắm điện. Ai, bây giờ Ủa sao bị cái gì vậy ta? Hả? Ôi không, mình quên cắm vào bộ chuyển đổi điện áp. Hả? Phải rút lại ngay thôi. À, trời ơi, nóng quá. Đây rồi. Mình nghĩ rằng chú Wheeler sẽ thực hiện cuộc gọi video. Chú ấy sẽ rất vui mừng khi gặp Jenny. Vì lâu lắm rồi chú ấy không gặp Jenny đó. Hả? Jean của đội cứu hộ nghe đây. Chú Wheeler hả? Chú đang nói chuyện với Jenny có phải không? Jean, nhanh lên con ơi, cửa hàng của chú bị cháy rồi. Cửa hàng bị cháy hả? Chú nghĩ là chú cắm điện không đúng chỗ nên mới xảy ra hỏa hoạn như vậy. Bây giờ ở trong cửa hàng rất nguy hiểm, chú ra ngoài trước đi chú. Con sẽ kêu đội cứu hộ tới đó ngay. Ở đây rất nguy hiểm đó chú. Chú di chuyển tới nơi an toàn sẽ tốt hơn. Amber, chăm sóc cho chú Wheeler. Được rồi. Haley, quan sát hiện trường vụ tai nạn. Rồi, chúng ta đi vô trong dập lửa đi. Được rồi. Chú Wheeler, rồi sẽ dập tắt ngọn lửa thật an toàn. Đi theo con. Được rồi. Trời ơi, tiêu cái máy tính của chú. Oli, mình nghĩ chúng ta nên tắt nguồn điện trước. Được. Ở đó kìa. Xong rồi. Được rồi. Trời, máy tính của chú. Trời đất ơi. Cũng may là ngọn lửa không cháy lớn lắm nên dễ dàng dập tắt được. Nhưng mà con nghĩ cái máy tính đã bị hư rồi chú ạ. Ông nội thật sự đã phạm phải một sai lầm thiệt ngu ngốc mà. Ông xin lỗi con Jenny. Chú đừng quá thất vọng như vậy. Chú an toàn là được rồi mà. Jenny sẽ hiểu cho chú thôi. Đúng đó chú. Vui lên đi nào. Vui lên nào. Chú không sao. Cảm ơn mấy con. Nhưng Jenny thật sự rất muốn gặp chú. Ê, chú Wheeler, tại sao chú không gửi hình của chú cho Jenny xem? Gửi hình hả? Dạ, chú có thể gửi hình và lời chào đến cho Jenny. Vậy thì Jenny có thể giữ những bức ảnh và nhìn thấy chú bất cứ khi nào cô ấy nhớ chú. Đúng là một ý kiến rất hay. Được rồi, con sẽ chụp hình cho chú. Ủa, bộ con biết chụp hình hả? Tất nhiên rồi. Được rồi, cảm ơn đội cứu hộ rất nhiều. Được rồi, xin mời. Chú Wheeler, chú đi ra đây đi. Mày đưa thấy chú sao? Wow, tuyệt vời quá chú Wheeler. Nào, giờ con sẽ chụp hình cho chú. Cười lên nào. Cười. Được rồi. Thật tuyệt vời, đổi kiểu khác đi chú. Tuyệt quá. Nhìn giống như một người mẫu vậy đó. Cậu nói đúng đó, Jean. Xong hết rồi,
Những tấm hình của chú thật sự rất đẹp đó chú. Hình con chụp tấm nào cũng đẹp thiệt á. Cảm ơn Holly. Người mẫu tạo kiểu đẹp thôi. Bây giờ chú chỉ cần gửi cái album này cho Jenny xem thôi. Có cách nào gửi album này thật là nhanh không? Nè Polly, tại sao chúng ta không hỏi Marin? Mình nghe nói là Marin chuẩn bị xuất phát đi đến một quốc gia ở trên biển. Đúng vậy, vậy thì album này sẽ nhanh chóng được gửi tới đó. Tuyệt vời, chúng ta đi coi sao. Được rồi. Marin, nhờ cậu hết đó. Xin con hãy bảo quản tốt và đưa cái này cho Jenny. Đừng lo lắng mà chú Wheeler, con sẽ đem album này tới cho cháu gái của chú. Được rồi, bây giờ con phải đi đây. Cảm ơn con. Tạm biệt Marin. Cháu gái Jenny đáng yêu của ông, ông thực sự nhớ con dữ lắm. Thỉnh thoảng hãy ghé thăm thị trấn Rome nha. Ông sẽ giới thiệu đội cứu hộ cho con làm quen. Yêu con Jenny. Bí mật của Polly. Chào bố ba. Chào các cậu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Kem đã quay trở lại rồi. Thật sao? Thật ra người dân bản xứ đó rất là thân thiện, nhưng mà con vẫn thích thời tiết của thị trấn chúng ta. Kem, các cậu lâu quá không gặp mọi người. Kem, cậu sao rồi? Ai vẫn khỏe? Quang lên các con. Chào cô Bell. Sao cậu lại về đây vậy? Sao không báo trước cho tụi mình? Khoan, đợi một chút. Mình tới đây là vì những thứ này. Đây là ấu trùng sao? Nè, không phải ấu trùng đâu nha. Đây là những mẫu thí nghiệm vô cùng quý hiếm. Mình đang trên đường đem đi quyên góp thì ghé qua đây. Mình sẽ đem lên bảo tàng. Thật là tốt quá, hoan nghênh cậu về. Polly, mau lại gần đây coi đi. Cậu không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy những thứ này nữa đâu. Thôi. Sao vậy Polly? Kem, mình nghĩ là cậu nên đóng cái nắp lại cho an toàn đi. Cậu nói đây là mẫu vật hiếm mà, tụi mình không muốn những người bạn này lén ra ngoài đâu đó. Cô thấy Bully nói đúng đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn. Cậu nói đúng. Cô ơi cô trông giúp con một lát là được rồi. Con đi lấy đồ ăn cho báu vật của con đã. Tất nhiên rồi, con đi đi. Cô sâu bướm nghịch ngợm để mình đưa cậu vào. Chọn cây nào tươi chút. Cô sâu bướm này hiếm có lắm. Được không? Wow, cảm ơn Jean. Không có chi. Mình muốn xem sâu bướm quý hiếm của cậu. Mình cũng vậy. Vậy lát nữa ghé qua cảng xem qua đi. Được thôi. Các cậu có muốn xem lần nữa không? Có chứ. Mình không có đi đâu. Mình chợt nhớ ra mình phải vào thị trấn xử lý một chút việc. Holy, cậu phải tới cảng tàu sớm đó. Mình sẽ tới. Nè, mình đi lấy lại. Tạm biệt các cậu. Tạm biệt em. Polly, đợi mình với. Cậu có thấy hành động của Polly lạ lắm hay không? Đúng đó. Các cậu, sáng sớm nay lúc tụi mình còn ở cảng, lúc Kem đem sâu bướm ra cho Polly xem thì... Sao? Lúc nhìn thấy sâu bướm, Polly đã rất hoảng sợ hả? Phải. Mình nghĩ có thể cậu ấy mắc chứng sợ sâu bọ nên không dám tới gần chúng đó. Không thể nào, không lý nào lại như vậy được. Lỡ như là sự thật thì sao? Lời Roy nói có vẻ khớp với hành động của cậu ấy lắm. Không ngờ Polly to lớn lại sợ sâu bọ đó. Hayley, không có gì đáng cười đâu. Mình nghĩ cậu ấy cũng thấy khó chịu vì chuyện này lắm. Mình không cười nữa. Cậu không tin được họ đã nói gì đâu. Họ nói cậu mắc chứng sợ sâu bọ nên không dám tới gần chúng đó. Năng lượng của cậu ổn. Polly, cậu di chuyển tay đi. Ok. Chuyển động piston cũng ổn định. Được rồi, mọi thứ như vậy là ổn. Cậu thở dài nãy giờ rồi đó. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Jean, lúc chạm vào sâu bọ cậu không cảm thấy toàn thân khó chịu sao? Vậy sao? Không có, cậu đang nói mình biết cậu sợ chúng hả? Cậu nói nhỏ thôi có được không? Nhưng cậu mạnh lắm mà. Đừng có cười nữa Jean, mình phải làm sao đây?
xin lỗi. Mình không sợ bất cứ thứ gì khác, mình chỉ không biết cách xử lý sâu bọ. Mọi người mà biết được chuyện này chắc ai cũng nghĩ mình kỳ lạ lắm. Không đời nào. Mà thôi, bình tĩnh đi, mình không nói cho ai biết đâu. Lipty, con vào văn phòng lấy cái đèn pin cho cô với. Dạ được. Cô ấy để đèn pin nó đâu rồi hả? Lipty, con có chuyện gì vậy hả? Cô ơi, con bọ đang bò đầy trong văn phòng kìa, nhìn ghê lắm luôn á. Nhưng chúng đang ở trong hộp thì đâu có làm gì con được đâu. Chúng không ở trong hộp nữa, vì con làm rớt cái hộp xuống đất rồi cô. Hả? Bò ra hả? Sâu bướm của con, chúng thoát ra hết rồi sao? Sâu bướm xinh đẹp của mình mỏng manh vậy em con, phải làm sao với chúng đây? Đây là ác mộng mà. Đây là ác mộng cho mà. Mình xin lỗi nha, cũng tại mình đụng nên nó mới rớt xuống. Giờ tính sao đây? Sâu bướm mà không quay lại trong hộp đất sớm thì sẽ chết đó. Polly, cậu đây rồi. Mình có món quà bất ngờ cho cậu đây. Nè. Thôi đi, là con sâu. Nè, cậu muốn vượt qua nỗi sợ sâu bọ thì phải tập làm bạn với nó trước chứ. Chào các cậu. Chào các cậu. Tụi mình đang tìm hai cậu đây. Hả? Sao vậy? Bây giờ tụi mình sẽ ra cảng để xem sâu bướm. Cậu đi không? Mình cũng muốn đi, nhưng mình phải ở lại trong coi trạm cứu hộ. Trừ phi Polly ở đây trong trạm cứu hộ giúp mình. Được thôi, Jin, mình cũng muốn cho cậu thư giãn một chút, dù không được xem cũng đáng tiếc lắm. Cậu tốt bụng quá. Polly. Chào cô Bell, có chuyện gì vậy? Giúp con với, tất cả sâu bọ bò ra khỏi hộp rồi. Sâu bọ trốn hết rồi. Thèm nói nếu không kiểm tra sớm thì số sâu bọ quý hiếm đó sẽ chết hết. Tụi con giúp cô có được hay không? Dạ được rồi, tụi con tới liền. Đội cứu hộ, các cậu mau chuẩn bị để ra cảng đi. Hiểu rồi. Khoan đã, các cậu. Có chuyện gì nữa hả Polly? Mình không dám đụng vào sâu bọ đâu, là bởi vì mình sợ sâu bọ lắm. Phải, mình cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ mình có đi cùng cũng không giúp được gì hết. Xin lỗi các cậu nha. Không đâu Polly, cậu là trụ cột của đội cứu hộ. Cậu biết không ai nghĩ ra được kế hoạch giải cứu tốt như cậu mà. Đúng đó. Tụi mình sẽ lo vụ bắt sâu bọ, nhưng tụi mình vẫn làm theo kế hoạch của cậu đã vạch ra. Nhưng mình được rồi, mình tin tưởng các cậu nên mình sẽ cố gắng. Ở đây toàn bộ số sâu bọ bị mất tích đúng không? Chúng nhỏ lắm nên không đi đâu xa được. Chắc chắn là chúng vẫn còn ở gần đây. Nhưng mà cậu nói đúng, chúng rất nhỏ, còn cảng thì quá rộng. Haley, cậu có thể dùng ống dòm để tìm bọn chúng không vậy? Có thể. Được, kế hoạch như sau. Haley sẽ xác định xem sâu bọ ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ dùng đèn để dụ bọn chúng ra. Dùng đèn dụ sâu bướm đúng là một quyết định rất đúng đắn. Đúng vậy. Khi chúng ra rồi thì chúng ta chỉ việc bắt lấy chúng. Ý kiến hay đó Polly. Được rồi, mình đi săn bọ đây. Số 1, số 2, gần nhà kho. Số 3, số 4 gần đường ống. 5, ở gần bộ ba cần cẩu. Với lại số 6, ở trong thùng hàng của Terry. Số 7 trên bàn hỗ trợ. Xong rồi đó, tới lượt các cậu. Tốt lắm, Haley. Rồi, giờ dùng đèn dụ chúng ra thôi. Sau đó dùng kẹp bắt chúng là được rồi. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi.
vậy làm việc thôi. Tụi mình sẽ cứu các cậu. Hy vọng sẽ thành công. Được rồi. Wow, cô ơi, cô giỏi quá. Nè, nhanh lên, nó leo lên người mình. Xong rồi. An toàn rồi. Làm ơn ra đây đi. Hy vọng là mọi việc ổn thỏa. Poly. Hả? Đã tìm được hết chưa? Chưa nữa, còn một con chưa thấy. Nhưng chắc cũng ở gần đây mà thôi. Thấy chưa? Poly, có con sâu bướm ở trên đầu cậu kìa. Hả? Trên đầu mình sao? Poly, cậu để mình bắt cho. Cậu đứng yên nha. Đợi đã rồi, để cho mình làm. Chào anh bạn. Xin lỗi. Chúng đây rồi. Tốt lắm. Nói gì thì nói, cậu bắt đầu sợ sâu bọ từ hồi nào vậy? Cũng lâu lắm rồi. Hồi trước có một lần mình leo lên cây cứu một con mèo xuống. Sau đó sâu bọ rơi xuống đầy người mình luôn. Chắc là mình bị từ lúc đó đó. Thì ra đây là lý do cậu sợ sâu bọ sao? Phải. Nhưng thực ra thì sâu bọ không hề gây hại cho chúng ta đâu. Rất nhiều loại sâu bọ vô cùng dễ nhận biết và còn có lợi cho chúng ta. Cậu cũng nên nhớ những con sâu bọ đang ở trong cái hộp đó đều còn nhỏ. Cậu sẽ không thấy chúng đáng sợ nữa đâu. Thật ra thì sau vụ việc lần này, chắc là mình đã vượt qua được nỗi sợ. Tiếc quá. Mình còn định đem chuyện này ra chọc cậu ấy một thời gian nữa. Xem ra cậu đã dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi này. Poly, trên đầu của cậu. Đâu? Cái gì? Thôi, Poly, mình nghĩ là cậu vẫn còn sợ sâu bọ. Cậu chọc mình sao? Quá đáng lắm luôn. Tập phim Chạy mau, trận đấu trong rừng, phần 2. Vậy là tới bây giờ chúng ta đã biết hắn rất giỏi cải trang, nên chúng ta không biết chính xác hắn ra sao. Và chúng ta cũng không đoán được hắn dùng vũ khí gì hết. Đúng, bây giờ hắn đang nhỡn nhơ ngoài kia. Khu vực bảo tồn đang gặp nguy hiểm. Phải, hắn ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích. Chúng ta đang gặp đối thủ đáng gờm. Cậu nói đúng, nhưng chúng ta có 6 người. Nếu hợp tác với nhau chắc chắn sẽ bắt được chúng thôi. Ồ, các người dừng ở đây được rồi. Vì các người mà hắn ta mới chạy thoát được đó. Sao? Hai người không tin tưởng chúng tôi? Bình tĩnh, Haley. Tôi hiểu hai người lo lắng chuyện gì. Nhưng mà chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Sự an toàn của thị trấn mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tốt nhất là mọi người nên cẩn thận một chút. Đương nhiên, như mọi khi thôi. Quay lại nào. Mình nghĩ là mọi người nên chia ra kiểm tra từng khu vực. Có tin gì thì liên lạc với nhau thôi. Được. Mình đào bẫy ở khắp nơi trong rừng cho bọn chúng khỏi làm phiền nữa. Xuất sắc. Bây giờ bắt đầu đi săn nai. Ngay lúc quan trọng phải đi nạp điện trước đã. Toàn thị trấn chú ý, có một tên săn bắn trái phép trong khu vực bảo tồn. Đội cứu hộ vẫn đang điều tra. Xin nói gì vậy? Không, như vậy là sao? Cậu coi, chắc là bọn săn bắn trái phép thiệt rồi. Mình cũng nghĩ vậy á. Cậu đoán coi tại sao ngày hôm qua còn nay đó không xuất hiện nữa. Cậu nghĩ có chuyện gì không vậy? Chắc không đâu. Dù sao thì đội cứu hộ cũng đã vào cuộc rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mình cũng hy vọng là nó không bị làm sao hết. Lily, cậu có phát hiện gì chưa? Chưa có. Nhưng mình vẫn buồn vì mắt với Betty nghĩ chúng ta vô dụng. Chúng ta cũng là đội cứu hộ mà. Chắc họ không nghĩ vậy đâu. Chỉ là họ hiểu rõ về tên này hơn chúng ta thôi. Đúng vậy. May là những chuyện này không xảy ra thường xuyên trong thị trấn. Chính xác. Nên thay vì thấy khó chịu, chúng ta phải hợp tác với nhau để nhanh chóng bắt được cái tên đó. Sao cũng được. Mọi người nhớ theo sát mình nha. Chúng ta phải tăng tốc lên.
Cậu có chắc là nên hợp tác với đội cứu hộ của thị trấn Broom không? Mấy người bọn họ chỉ cản tay cản chân mình thôi. Họ cũng có lý do của họ mà. Nhưng mình cũng thấy hợp tác với họ không phải là lựa chọn tốt nhất. Mình không muốn ai bị thương vì chúng ta hết. Mình cá là hắn ta đi men theo bờ sông. Hả? Chào đã, có phát hiện rồi. Kiểm tra cái đã. Hắn ta có đi ngang đây, mình sẽ lần theo đường này, đi thân mình bất kỳ. Được thôi. Tới đây thì không còn thấy dấu bến xe nữa rồi. Ô mắt, kia kìa. Hả? Chắc chắn là có một cái bẫy ở cửa hàng. Cậu có nghe không? Đúng là cách làm của hắn ta rồi. Chính xác, sẵn sàng chưa? Rồi. Chú Nai tội nghiệp, yên tâm đi, bọn tôi sẽ cứu cậu ra. Chào đó Butcher, ngươi nhất định sẽ biết tay bọn ta. Cuối cùng cũng có trạm sạc điện rồi. Chị biết không, có một chiếc xe khả nghi xuất hiện ở trong khu bảo tồn á. Chị cũng có nghe, nghĩ tới tôi là thấy sợ rồi. Mong là sớm tìm được. Chắc mình phải cải trang thôi. Thôi em đi trước nha chị, gặp em sau với Boss đi. Sạc điện giúp tôi, mau lên. Được, chạy lên thêm chút nữa. Hả, gì đây, hình như là ông rớt đồ rồi nè. Đó là một cái bẫy thú. Phải ra khỏi đây mau. Khoan, tôi quên mang tiền rồi. Khoan đã, quay lại đây. Hình như là mình mới cán phải dây thừng. Vì vậy Jean, Holly, Mark nữa, chị Stacy mới gọi. Nói là chị ấy nhìn thấy tên Poacher đó ở trạm sạc điện. Nếu đúng là Poacher thì bây giờ hắn ta đã về lại khu bảo tồn rồi. Được rồi, chúng tôi sẽ lục soát toàn khu rừng. Cần gì cứ gọi cho chúng tôi ngay có được không Mark? Được, cảm ơn Polly. Hình như là hợp tác với nhau vẫn tốt hơn đó bất kỳ. Nhưng mà có cần không, hắn sắp về tới đây rồi. Chúng ta cứ chờ ở đây, chừng nào thấy hắn thì xông ra hai đánh một. Đừng có quên đó là Butcher. Chúng ta không biết kế hoạch của hắn ta là gì đâu. Nên càng phải chờ ở đây, phải làm cho hắn bất ngờ. Haley, cậu có phát hiện gì không? Không thấy. Hắn ta kìa, Polly, tên Butcher vừa chạy vào rừng. Cậu cứ theo sát hắn đi, tụi mình sẽ tới ngay. Butcher, đứng yên đó. Được thôi, đứng thì đứng, việc lo xử lý cái này trước đi. Mọi người cẩn thận. Quay, cậu không sao chứ? Không cần lo cho mình đâu, đuổi theo hắn ta đi. Được rồi, Haley, đi với mình. Mình biết rồi. Đứng lại, Butcher. Tình sinh con này. Ngươi nên bỏ cuộc đi, đội cứu hộ vùng núi đang tìm ngươi. Hai tuần đó hả? Ta chăm sóc cho chúng chú đáo rồi. Như vậy nè. Polly, coi chừng, tàu đang lao tới mỏm cá. Đáng lên, tôi sẽ kéo cậu lên. An toàn rồi. Polly, không sao rồi. Phải, giờ có Bucky. Nếu như không có cậu, chắc Polly có chuyện thật rồi. Cậu đã cứu tôi, cảm ơn. Không có gì. Tiếp theo phải làm sao đây? Rồi với Amber bị thương, còn Butcher thì chạy mất. Phải, chúng tôi đã biết là hắn ta sẽ đi đâu rồi. Hả? Sao không nói với chúng tôi? Chúng tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể tự giải quyết với tên đó được. Đúng, chúng tôi không muốn kéo mọi người vào nguy hiểm nữa. Đúng như mình nói luôn. Mọi người sẽ ổn thôi, Haley. Nếu hai người đã biết hắn ở đâu thì nên đi bắt hắn về liền đi. Đi thôi, tới lúc kết thúc chuyện này rồi. Huh?
là chỗ này. Tôi nghĩ hắn chưa về tới đâu. Làm sao cậu biết được? Đơn giản thôi, chúng tôi có thiết bị cảm ứng ở trong hàng để biết là Butcher đã về tới hay là chưa. Ồ, công nghệ cao hả? Butcher đang chạy về đó, mọi người mau chuẩn bị. Polly, lên. Butcher. Ai đó? Ai? Người ở đâu? Ngay sau lưng người đây. Mau chịu tối đi. Lâu rồi không gặp, Butcher. Ngươi làm hại bao nhiêu động vật, tới lúc phải trả giá rồi. Các ngươi nghĩ mấy sợi dây mỏng manh này mà trói được ta hay sao? Các cậu, Mark, Betsy, Polly, ráng lên. Đừng lo cho tụi mình, đi tìm Butcher đi. Làm sao mà bọn chúng có thể bắt được mình? Ngươi đừng có vội mừng. Ngươi hết đường chạy rồi. Bọn mình cũng hết kiên nhẫn rồi. Rồi, Amber, hai người tới đúng lúc lắm. Tránh ra chỗ khác đi. Đi đi, có biết ta là ai hay không hả? Không thể nào. Tốt nhất là đi thôi. Ngươi không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Ngươi muốn vậy chứ gì? Nè, đứng lại. Đứng lại. Hình như bọn cho bị rơi vào bẫy của chính mình. Bánh rồi. Bánh xe sao bị kẹt rồi, đưa ta lên. Thả ta ra không công bằng. Cảm ơn hai người giỏi lắm. Nhờ có hai người mà thị trấn Frum lại yên ổn trở lại rồi. Mình chúng tôi đâu có làm được. Nhờ đoàn kết mà chúng ta mới có thể bắt được hắn ta đó chứ. Phải, tôi xin lỗi vì không tin mọi người. Một đội cứu hộ quá xuất sắc, cứng như đá luôn. Wow, lời khen từ đội cứu hộ vùng núi. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cuối cùng thì mọi người cũng đã trở thành bạn bè rồi. Hai người nó sẽ có đồng đội tới giúp đưa hắn về mà có đúng hay không hả? Phải, cậu ấy đây rồi. Máy bay vận chuyển tìm kiếm đây rồi. Wow, wow. Quá tuyệt vời. Xin chào mọi người, tôi là Kerry. Rất vui được gặp cậu Kerry. Tôi đã nghe kể hết rồi, cảm ơn vì đã giúp bạn tôi nha. Đừng khách sáo. Tôi không thích hạ cánh, nhưng chuyến đi còn dài lắm. Có gì đâu, khi nào rảnh thì cậu cứ bay tới đây nha. Chắc chắn rồi. Ủa? Bất cứ lúc nào mọi người cần chúng tôi giúp đỡ, cứ gọi điện thoại cho chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu cũng vậy. Mọi người, bảo trọng. Tạm biệt, hẹn gặp lại đội cứu hộ thị trấn Rum. Tạm biệt, cảm ơn. Ra đi. Có ra không? Nó kìa. Dễ thương quá à. Được nhìn thấy nó là vui rồi, nhớ nó quá. Tập phim Phạm lỗi là chuyện bình thường. Chờ lâu không lê này. Hả? Tôi không. May quá, mình sẽ đưa cậu tới trạm sạc ngay bây giờ. Rồi, quay lưng lại, rồi móc vào. Ha, xong rồi, chuẩn bị, chúng ta đi tới trạm sạc thôi. Stacy. Lenny đây. Tới rồi hả? Ơ, à, khoan đã. Cái gì đi? Sao? Hả? Sao nó lại ở đây? Busty. Mình không ngờ là cậu lại nhầm Lenny với cái thùng rác luôn đó. Mình quay lại đón Lenny đây. Ôi trời. Ta-da! Và đây là kiệt tác của mình. Tên nó là máy hút bụi phân loại giấy. Máy hút bụi phân loại giấy sao? Coi mình nè. Bật máy lên. Ta-da! Hả?
Sao giấy bị nhăn hết rồi? Chắc là cậu thiết kế sai chỗ nào đó. Không, làm sao mà sai được chứ? Rốt cuộc là bị lỗi chỗ nào ta? Mình xin lỗi cậu, Clenny. Không có gì đâu, hiểu mà. Cảm ơn, mình đi đây. Ngày mới tốt lành nha. Tạm biệt. Tạm biệt. La 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 la. Ồ, Scooby kìa. Chào Scooby. Ừ, chào cậu Spooky. À? Mình nghe nói hôm nay cậu nhầm Clenny với một cái thùng rác phải không? Ờ, cậu nghe được ở đâu vậy? Mình mới nghe Posty nói. Chắc bây giờ cả thị trấn ai cũng biết hết rồi ha. Cái gì? Cả thị trấn biết sao? Lâu lắm rồi mình mới nghe chuyện mắc cười vậy á. Phải đó. Ồ, Spooky. Mình mới nghe kể cậu nhầm Clenny với cái thùng rác hả? Vậy lần sau cậu tính kéo cái gì? Cái ghế, cái bàn hay là cây đèn xanh đèn đỏ? Nhớ kể cho mình nghe nha. Tạm biệt. Nè Posty, cậu đừng kể chuyện này nữa có được không? Sao vậy? Cậu có thích bị mọi người cười không? Nhất là khi cậu bị nhầm lẫn như vậy á. Nhưng mình chẳng bao giờ bị nhầm lẫn cả. Vì mình đâu phải là Spooky gây họa đâu chứ. Spooky. Ờ, được rồi. Giờ mình phải đi đây. Tạm biệt. Mình là Spooky gây họa sao? La 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 la. Lỗi của Spooky buồn cười chưa từng thấy. Không biết lần tới sẽ là gì. Mọi người đều đang chờ nghe câu chuyện tiếp theo. La 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 la. Hả? La 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 la. Lỗi của Spooky buồn cười chưa từng thấy. Không biết lần tới sẽ là gì. Mọi người đều ngóng chờ. La 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 la. Gói hàng bị mất rồi sao? Lạ thật đó. Rõ ràng con có bỏ vào mà ta. Có thể là con làm rơi ở đâu rồi. Không thể như vậy được. Bao nhiêu năm nay con chưa bao giờ phạm lỗi. Vậy thì gói hàng đó ở đâu? Để xem. Tính sao bây giờ? Nếu không nhận được bản kế hoạch thi công đó thì chú sẽ không làm việc được. Có thể. Chờ con một chút. Chờ hả? Đâu mất rồi ta? Ở đây. Ở đây. Tìm được rồi. Tiếng của Posty. Posty. Thùng xe của mình bị kẹt rồi. Posty. Hả? Spooky. Chờ mình chút nha, mình sẽ xuống cứu cậu. Không 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 không, đừng xuống. Mình xin lỗi Posty. Trời ơi, mình đã nói rồi mà. Bây giờ bị kẹt hết rồi tính làm sao? Posty, tụi mình có sao không? Không, không, không. Làm ơn, làm ơn cứu giùm. Làm ơn cứu giùm đi. Được rồi. Sao cậu sửa được vậy? Mình giao lại và phát hiện ra chỗ bị lỗi. Giờ thì mình đã hiểu câu thất bại là mẹ của thành công rồi. Mình lại thích câu làm nhiều quen tay hơn.
Cũng đúng. Hả? Alo, đội cứu hộ. Hả? Cậu với ai? Gì vậy, Jin? Frosty với Spooky mới vừa gặp tai nạn ở đường số 7. Xuất phát thôi. Sẵn sàng. Lily, cậu tới đó trước, xem thử có chuyện gì. Được thôi. Cứu bọn mình chơi. Cứu. Các anh nghe thấy không? Cứu. Tìm được rồi. Mình đây. Sparty. Cookie. Cứu. Lily. Cậu yên tâm đi. Đội cứu hộ đang tới. Mình đi. Mau cứu bọn mình lên đi. Nhanh lên bọn đi. Rồi, phải dùng tới cái móc của cậu. Mình leo xuống phía dưới. Được thôi. Hả? Chắc là được. Rồi, thả móc xuống đi. Tới liền đây. Ráng được chút cứu. Cứu Ly. Sắp được rồi. Chấm thêm một chút nữa thôi. Xong rồi rồi. Kéo lên đi. May là không ai bị gì. Mà sao tự nhiên hai cậu bị kẹt ở đó vậy? Là vậy nè, gió lớn quá. Rồi mình đã bị làm rơi một gói hàng. Không, thư của mình. Hả? Bây giờ mình phải làm sao đây? Thì phải lượm chúng lên thôi. Nhưng sẽ hơi mất thời gian. Mình có ý này hay lắm. Chờ mình chút nha. Ta-da. Wow, hay vậy. Nhìn chút ngăn nắp quá. Xong rồi đó. Cảm ơn mọi người. À Spooky, cho mình xin lỗi vì đã trêu chọc cậu nha. Không có gì đâu. Mình cười cậu là người gây ra họa, nhưng mà mình mới chính là người gây ra họa. Mình xấu hổ quá. Frosty, không việc gì phải thấy xấu hổ hết. Đúng vậy đó, ai cũng sẽ có lúc bị nhầm lẫn mà. Đúng rồi. Nhìn mình đi, có ngày nào mà mình không gây ra chuyện. Nhưng mà Spooky nè, cậu có kể với mọi người chuyện hôm nay không vậy? Nếu như cậu không muốn thì mình không kể. Cậu tuyệt quá Spooky. Nhưng mà có thể cho mình kể lại chuyện mình kẹt ở đây không? Hả? Mình thấy chuyện đó cũng vui lắm chứ bộ. Không, đừng mà. Mình không muốn bị trở thành người gây ra tai họa đâu. Mình cũng vậy. Tốt nhất là không nên nói cái gì hết.